Chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Lenovo ThinkPad X280. Cái con này là cái bản full option, nó là i7 Gen 8. Thường thường thì mình về i5 Gen 8 mà nó i7 Gen 8 nha mọi người. RAM 8 và SSD 256GB. Đặc biệt đây là cái bản màn hình cảm ứng, là các ngõ kết nối là ngõ sạc Type-C, kết nối Type-C USB HDMI đầy đủ ha. Màn hình 12.5 inch Full HD. Cái vỏ như thế này nha mọi người, nói chung là nó cũng có bóng, là nhìn nghiêng thì sẽ có những cái vết xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi, không có cộm đâu. Sờ thì rất là mượt luôn. Và đây mình đem ra ở ngoài trời để mình quay cho nó rõ ràng những cái vết này. Thật sự những cái vết này nó cũng nhẹ lắm mọi người, sờ không có bị cộm. Nhìn màu đen á, thì nếu mà nhìn xa xa thì thấy nó đúng màu đen, nó dễ chịu, còn nhìn nghiêng nghiêng thì nó bóng bóng, nhìn nó xấu, nó không có đẹp nha mọi người. Đây đó, những cái vết nè, cái vết mòn, vết bóng đã qua sử dụng rồi, nó hơi mòn hơi bóng như thế này. Lúc nãy là đang cái video này mình làm ở trong nhà nhưng mà mình thấy nó không có được rõ ràng lắm, nên mình đem ra đây mình quay cho nó rõ hơn là như thế này nha. Vỏ như thế ở bên trong. Trời, ở bên trong mọi người, màn hình 12.5 inch webcam đồ đầy đủ, màn hình này là màn hình full HD chống chói cực kỳ tốt, mà đặc biệt là nó cảm ứng nha mọi người, nhìn không bao giờ biết nó cảm ứng đâu, đưa tay vào mình biết nó cảm ứng thôi, cảm ứng mà không bị bóng cho nên nó rất là đã. Và cái màn cảm ứng của dòng này nó sáng cực kỳ luôn, sáng lắm mọi người. Màn hình là 1920x1080 mà nhanh lắm, máy là nhanh cực kỳ luôn á. Cái 280 thì nhanh rồi mượt. Phím thì có bóng cũng không có bị mờ một chữ nào hết trơn nha mọi người, có bóng nhẹ ở đoạn ở gần chính giữa này. Mình dán phím quốc tế luôn, mình dán vào đây để cho mọi người thấy, sau khi dán phím quốc tế vào thì nó gọn, thì xài cũng bền lắm nha mọi người. Tấm này là tấm dán mẫu mới nên là nó mịn lắm, nhìn như zin vậy, rất là đã. Nguyên cái hàng ở trên này là mình chưa dán nè mọi người, còn đây là mình dán hết trơn rồi đây đó, dán để che những ký tự Nhật đi nè mọi người. Đây, bàn ra chuột cũng đẹp, góc cạnh thì cũng ok, chỗ này có mòn tí đây nè đó. Nói chung là cái này thì cũng có bóng nhưng không tới nổi nào đâu. Như vậy là mình nghĩ là cũng tương đối sạch sẽ rồi. Mình không nói đẹp nha mọi người, mình nói nó tương đối sạch sẽ, nếu ai khó tính quá thì mình bỏ qua. Đây, cấu hình lại nha, i7 Gen 8 8650 nè mọi người, RAM 8 và SSD là 256GB. Đây, màn hình là đẹp nha, không có lỗi làm gì hết trơn á. Ở trên màn hình thì nó có hằn phím rất là nhẹ luôn. Hằn phím là sao, là khi gặp xuống đây thì trên cái màn với lại cái phím này nó hơi dính với nhau, nó dính và nó cảm giác nó hơi dơ mọi người. Nhưng mà thực sự ra thì mở máy thì không bao giờ thấy được. Hơi hằn phím nhẹ thôi, không vấn đề gì. Rồi ok, thì chỉ có vậy thôi. Bật ngửa 180 độ như thế này mọi người thấy, đem ra ngoài trời không bị chói luôn á. Đây là bản có LED phím nha, vừa có LED phím, vừa có cảm ứng, vừa là i7 nữa. Và thêm nữa, pin rất là trâu luôn. Con này là pin thì trên 3 giờ là thoải mái rồi mọi người, 3-4 giờ vô tư, tiện mang vác đi lại. Chỉ có cái nhược điểm là vỏ ngoài không được đẹp keng lắm thôi, nhưng không bị trầy, nứt, mẻ, vỡ gì hết. Máy là chất lượng, sạch sẽ. Máy kèm sạc zin, ngõ kết nối là Type-C như mình nói đó, A441. Và mình báo giá mọi người con máy này, giá của nó cực kỳ tốt, có 6 triệu thôi, 6 triệu cho cái con i7 Gen 8 màn hình cảm ứng của X280. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Máy luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm. Ai mua thì cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người cọc 1 triệu, mọi người nhận hàng, này kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều.